Ê Vinh chiều nay ăn này không? Ủa? Ngon vậy? Ủa? Ủa mà ăn ở đây luôn? Ờ. Ủa rồi giao tới đây đâu còn nóng giờ đâu có ngon nữa. Bên nhà hàng quá ngon đang có dịch vụ là giao nhanh tận chỗ, là bảo đảm đồ ăn tới vẫn còn thơm ngon nóng giòn luôn. Mà đặc biệt đó là trên xe có nguyên một cái lù chở từ nhà hàng tới đây để đảm bảo đồ ăn vẫn còn ngon. Rồi ok, ok. Hấp dẫn chưa? Rồi đúng rồi, công nhận heo dao tới tận nơi rồi mà vẫn còn nóng mà da giòn rụm luôn ha. Ừ, mà đặc biệt một điều nha, anh này nè là bếp trưởng của nhà hàng quá ngon, kiêm luôn shipper để giao tới, để khi mà ảnh giao tới ảnh sẽ là người phục vụ tại nơi cho khách luôn. Ui, hấp dẫn quá. Rồi, cảm ơn anh. Ủa là sao? Sao gì mà tùm lum món giờ, vừa có heo quay, vừa có lòng, mà còn có cả món lẩu nữa. Thì đúng rồi, một con heo á là làm được thịt quay nè, rồi lòng dòi nè. Còn cái này á là xương nè, đầu nè, chân cẳng nè, là mình nấu với lại cái lẩu khoai sọ nè, thấy không? Thôi, vừa tính ra một con heo được tới 3 món luôn. Ờ, mà bình thường á là con này nè là người ta ăn 4-6 người. Còn cỡ 2 đứa mình á là ăn 2 đứa thôi là ăn đủ hết 3 món này luôn. Em nghĩ như đây mình ăn thôi, đâu có tới phần của em. Ủa, anh ơi, cái này là heo gì mà sao em thấy cái lớp mỡ nó mỏng quá vậy? Cái món này á đặc biệt là phải làm từ con heo tộc. Mà cái con heo tộc này người ta nuôi á, người ta thả rong, bởi vì cái thịt của nó rất là săn chắc mà mỡ của nó cũng ít nữa. Em ăn thử coi. Trời, thịt nó rất là chắc á, mà nó da giòn rụm luôn. Mà cái món này á em muốn ăn ngon hơn nữa là em phải ăn chung với rau rừng nè, chấm với một chút mắm tôm nè, thì cái món nó mới đúng cái bộ cơm lê của nó. Cái hương vị của rau rừng á kèm với lại cái vị đặc trưng của mắm tôm khi ăn chung với heo tộc á, nó giúp cho cái món ăn thơm ngon hơn rất là nhiều luôn. Đúng rồi, cái món heo tộc này là một cái món trứ danh nổi tiếng của nhà hàng quá ngon là 10 năm nay rồi. Mà hồi đó là phải tới nhà hàng ăn, còn bây giờ nó ra được cái dịch vụ giao nhanh tận nơi, là chỉ việc mình ngồi ở nhà thôi là người ta giao tới, người ta làm mình có thể ăn tại nhà. Mà nãy giờ em thấy không, mặc dù giao tới nha mà đồ ăn vẫn còn nóng hổi mà da vẫn còn giòn luôn. Sao nó kiểu tiện lợi mà thơm ngon quá chừng luôn. Đúng rồi đó. Ăn đi ăn. Mà em đừng có mãi mê ăn cái heo đó hoài nha. Còn có dồi nè, còn có lòng nữa. Nhớ ăn chung á, bảo đảm ngon không kém gì cái heo đâu. Ăn thử miếng dồi. Ủa gì? Lẩu ăn thấy sao anh? Lẩu này á là người ta nấu chung với lại mấy cái như là xương nè, rồi đầu chân cẳng của con heo tộc này, bởi vậy á cái nước của nó rất là ngọt thanh luôn. Mà đặc biệt nha là có khoai sọ trọng bi, khi mà mình nấu á cái khoai sọ bắt đầu nó mềm ra, ăn nó có cái vị bùi bùi rất là ngon. Lấy em ăn thử đi, nhớ là bỏ thêm một chút xíu hành nè với lại ngò gai rau ôm vô, nó làm cho cái nước lẩu thơm hơn rất là nhiều. Thôi em đợi chi lâu, anh làm cho em chén đi. Ủa mà anh đi, ví dụ như cái phần này nhiều quá đó, một mình em ăn không hết thì em gọi phần nhỏ hơn được không? Trời ơi, em nghĩ sao vậy? Một con heo tộc á, trọng lượng của nó là từ 2.6kg tới 2.7kg. Mà một con người ta bán được 3 món, bây giờ em kêu một phần nhỏ sao người ta bán. Bởi vậy á, nếu mà em muốn ăn á, là em phải rủ thêm bạn bè khoảng 3-4 người đó đặt một con luôn. Chứ nhà hàng không bán nửa con hay là một phần nhỏ đâu. Mà ngoài cái món heo tộc này ra thì bên nhà hàng quá ngon có còn món nào khác nữa không anh nhỉ? Nhà hàng quá ngon, người ta tên quá ngon rồi mà ngoài cái món này ra là còn có 16 món chí danh khác nhau nữa. Nhiều vậy luôn. Đúng rồi, các bạn có thể lên trên trang web đặc sản chí danh.com để biết thêm thông tin chi tiết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.